Các bạn có nhớ môn thi không? Một tuần vừa qua thì không biết ở nhà chúng mình đã làm những việc gì nhỉ? Hàng ngày thì chúng mình có biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà không? Hàng ngày thì chúng mình hãy làm việc nhà và bên cạnh đó thì chúng mình nhớ làm một số bài tập để chúng mình ôn luyện kỹ năng thêm nhé. Chúng mình không đến lớp được nên là hôm nay cô thì sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài tập thông qua clip này. Chúng mình cùng chú ý quan sát nhé. Hai cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài tập, đó là bài tập logic về toán học nhé. Thông qua bài toán này thì chúng mình sẽ cùng nhau ôn luyện lại số và cách đếm số thứ tư nhé. Đây chúng mình cùng quan sát lên bài tập của cô này. Bài tập của cô thì sẽ có hai hàng, một hàng bên này là về số, còn hàng bên này là chúng mình có nhìn thấy hình gì nhỉ? Đây là hình những chú bò sữa đúng không? Những chú bò sữa thì ở trên bên trên thì sẽ có những chấm này, những vết đốm đúng không? Ở mỗi chú bò sữa sẽ có một hoặc là nhiều vết đốm. Thì chúng mình sẽ cùng nhau đếm vết đốm ở trên chú bò sữa và nối sang bên số bên hàng bên này nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng quan sát, cùng đếm lại với cô chú bò sữa đầu tiên nhá. 1, 2, 3. À có 3 đốm đúng không? 3 đốm thì chúng mình sẽ nối với số mấy nhỉ? Chúng mình nhìn xem số 3 của cô thì đâu nào. À số 3 đây. Chúng mình sẽ cùng nối số 3 cùng với chú bò sữa có 3 đốm nhá. Tiếp theo chúng mình sẽ đếm đến chú bò sữa thứ 2 này. Xem chú bò sữa thứ 2 có mấy đốm nhá. 1, 2, 3, 4 và 5 đốm đúng không? 5 đốm chúng mình sẽ nối với số mấy nhỉ? Số 5, chúng mình tìm xem số 5 của cô đâu. À số 5 đây, số 5 ở nằm ở dưới cùng này, chúng mình sẽ cùng nối nhá. Và tiếp theo, chú bò sữa số 3 này, xem cùng đếm xem có mấy đốm nào. 1, 2 đốm chúng mình sẽ nối với số mấy nhỉ? Số 2 ở bút gì đây? Và tiếp theo, chú bò sữa thứ 4, chúng mình cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đốm. 6 đốm chúng mình cùng nối với số 6. Và còn chú bò sữa cuối cùng, chúng mình sẽ đếm với cô xem chú bò sữa này có mấy đốm nhé. Cô thấy chú bò sữa này có rất là nhiều đốm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, 8 đốm chúng mình sẽ cùng nối với số 8 này. Và cuối cùng thì cô đã hoàn thành bài tập logic toán với các chữ số và những chú bò rất là xinh xắn của cô rồi. Chúng mình ở nhà hãy cùng làm bài tập với cô nhé. Và cô sẽ gửi bài tập này cho bố mẹ để chúng bố mẹ in ra để chúng mình ở nhà làm bài tập nhé. Hôm sau thì cô sẽ xem là bạn nào sẽ mang bài tập lên lớp với kết quả được nhất và cô sẽ thưởng các bạn nhé. Các bạn có đồng ý không? Bây giờ cô thì xin chào tạm biệt các bạn.